Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn ạ. Đấy, màu trắng ngọc trinh. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký tên tư nhân. Lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, chiếc xe bây giờ chúng tôi mua về là chúng tôi cũng đã làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số rồi. Quý vị và các bạn mua về là chỉ việc sang tên ra bấm biển mới thôi các bạn nhé. Theo quy định mới bắt đầu từ 15 tháng 8 bây giờ là mua xe là chỉ mua xe không thôi. Sau đó là phải trả lại biển số và đăng ký luôn. Đấy, cho nên là chỉ có xe thôi, xe không biển các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Vios E 2019 này rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Toàn bộ từ cụm đèn pha này, đấy, đèn pha đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đời cao 2019, tính ra là mới 4 năm sử dụng thôi, nhưng chiếc xe mới lăn bánh có hơn 7 vạn, cho nên là còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ phần đầu đều rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đết lốp còn nguyên, cả một cái dàn lốp này là còn nguyên, nguyên đết từ 2019 các bạn nhé. Bộ dàn lốp này nguyên bản theo xe đây này, đết 2019 luôn, chưa có bị thay lốp quý vị và các bạn ạ. Toàn bộ cả dàn lốp theo xe còn nguyên và còn rất là dày, rất là mới quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên xong cái là đổ xăng và chạy thôi, không phải làm gì nữa đâu. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc Vios E 2019 này ăn rất là ít quý bạn ạ, chỉ 5 lít cho 100 km quãng đường chạy đường trường. Nếu như chạy ở trong đô thị là 7,3 lít, còn trung bình là 5,8 lít các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là quý vị và các bạn nào mà nếu mua về chạy dịch vụ thì cũng rất là kinh tế. Đấy, rất là đẹp luôn. Phần đằng sau toàn bộ từ cụm đèn hậu này cho đến chữ này, đấy, và logo này bằng chrome sáng bóng như này, chưa có bị ố, chưa có bị nứt vỡ đâu các bạn ạ. Cụm đèn sau rất đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn nhé. Tất cả còn rất mới và rất là đẹp như này đây ạ. Đấy, và chủ xe cũng rất là cẩn thận, dán phin cách nhiệt Johnson của Mỹ rồi quý bạn nhé, phin xịn đấy ạ. Đấy, đây là cái lốp, đết lốp còn nguyên 2019, cả một dàn lốp luôn quý vị các bạn ạ. Quý vị và các bạn yên tâm nhé, dàn lốp mới chưa thay. Đấy, cả một cái dàn lốp là còn nguyên bản của xe, chưa có một cái lốp nào phải thay đâu quý bạn ạ. Đấy, vì là cái hàng Toyota thì lắp đun lốp cũng rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, đèn pha thì mới và sáng như này đây. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước nhé. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Vios E 2019 này nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ còn nguyên zin, không mất một phân keo chỉ nào cả, táp bi cánh cửa đấy còn rất là mới. Xe được trang bị nội thất da kết hợp với như phần nội thất da màu kem quý bạn nhé. Nội thất là màu da, màu kem này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và nội thất rất là mới, toàn bộ từ phần da, phần nỉ, phần trần, các thứ là đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. 2019 luôn quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất và phân phối tại Việt Nam bởi công ty Toyota Việt Nam quý bạn nhé. Và chủ xe cũng đã lót sàn rồi, trải sàn da đây ạ. Toàn bộ chân côn, chân phanh đều rất là đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất thưa quý vị và các bạn. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và được sản xuất năm 2019 quý bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp và mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi, cho nên toàn bộ phần da, phần nỉ trần đều rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn ạ. Với chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn,
không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là có thể cam kết bằng văn bản luôn quý bạn ạ. Và chúng tôi đang bán với giá là 465 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios Air 2019 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Toàn bộ những cái phần nỉ cốp sau này còn rất là mới các bạn ạ, cho nên là chiếc xe này không có chạy dịch vụ, không có chạy taxi gì, cho nên là còn mới này. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới luôn các bạn nhá. Và cái cốp sau đằng sau này rất đẹp này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phần cốp sau này, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm. Đi mua xe thì quý bạn xem kỹ cho tôi về cái phần đầu và phần đuôi của chiếc xe các bạn nhá, vì phần đầu phần đuôi thì nó dễ bị đâm đụng hay là bị va chạm hơn các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn xem về cái phần táp bi cánh cửa này, cũng như là về cái phần keo chỉ cánh cửa này. Đây là cái keo chỉ còn nguyên bản các bạn nhé. Cái phần keo chỉ ốc ác thì chúng tôi cam kết rồi, còn nguyên, còn zin, keo chỉ còn zin, chưa có một cái phần keo chỉ nào mất quý bạn ạ. Đấy, và nội thất da màu kem rất là sạch, rất là đẹp, phải nói là chủ xe rất giữ gìn thì chiếc xe nó mới còn mới còn đẹp như này đấy, đẹp nguyên bản luôn quý bạn ạ. Đấy, ghế da nỉ trần đều đẹp và rất mới nhá. Cái nội thất màu kem này phải đi ít là một, cái thứ hai nữa là chủ xe phải giữ gìn sạch sẽ, không chạy taxi, không chạy dịch vụ thì nó mới mới được như này. Vì từ năm 2019 đến nay là năm 2023, tính ra là đã 4 năm sử dụng rồi. Đấy, với 7 vạn km cho nên là chạy thì cũng tự ít thôi, không chạy nhiều, nhưng được cái là chủ xe phải giữ gìn cho nên là nội thất nó mới mới, nó đẹp như này đấy. Đây là cái táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa của cánh cửa trước bên phụ quý vị các bạn nhá, còn nguyên bản và còn rất mới. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn ạ, vì chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, và cũng không sử dụng nhiều, nó không có xước xát gì cả. Đẹp từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đấy, và nỉ trần đấy, tất cả phải mới đều như này quý bạn nhá. Ghế da rất là mới, ghế da màu kem rất là mới, chủ xe thì cũng đã lót sàn cả rồi. Toàn bộ ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên zin hết luôn quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios Air 2019 này các bạn nhé. Toàn bộ về ngoại thất và nội thất thì đều rất là đẹp và rất mới rồi. Sau đây tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đặc biệt quan trọng của chiếc xe, có thể nói đây là trái tim của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios Air này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít VVTi, đua VVTi. Đấy. Và đặc biệt là ốc cabo, toàn bộ ốc cabo, ốc chân cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên còn zin hết, toàn bộ những con ốc ở trong khoang động cơ này là còn nguyên zin hết các bạn nhé. Còn nguyên zin và động cơ thì rất là đẹp, chúng tôi cũng đã dọn dẹp hết đi rồi đây, và đã nhìn thấy rất là rõ toàn bộ những con ốc này còn zin, còn nguyên bản, keo mặt máy cũng còn nguyên zin hết. Đấy, răng dàn cò cũng còn nguyên zin hết luôn các bạn ạ, chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Cái ốc chân máy này các bạn này, rất là mới, rất là đẹp, chưa có một dấu hiệu nào tháo ra đâu các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ.
Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản và còn rất đẹp như này quý vị bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm thì liên hệ ngay nhé. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.